sau lưng mình là cái tấm bia bằng đá lấy từ ở Thanh Hóa về. Thì tấm bia này cao 5 thước, trên đây là bao gồm 5.000 chữ do chính vua Tự Đức viết vào. Thì thường thì khi mà vua mất thì con người kế nghiệp vua sẽ viết cái bài văn điếu này. Nhưng mà vì vua Tự Đức không có con, cho nên đối với thêm cái phần nữa là ông là một cái đại thi hào nữa, cho nên cái việc mà viết một cái bài văn tả về cuộc đời của mình đúng sai, công trạng, tội gì thì rất là dễ đối với ông. Đây là một cái tấm bia cao 5 mét, đá nguyên khối. Nếu như các bạn xem trong phim Tàu á, thì nhà Thanh có Diên Minh Viên. Mà thường Diên Minh Viên ở bên Tàu á, thì đã bị thiêu cháy rụi rồi. Nơi đó là sẽ dành cho hoàng cung, hoàng tộc đến nghỉ ngơi, vui chơi vào những dịp kỳ nghỉ. Thì ở Việt Nam mình có Lăng Tự Đức. Thì cái Lăng Tự Đức ban đầu hoàn thành trước ngày vua Tự Đức mất, tới 10 năm sau ông mới mất. Thì nơi đây chính là cái nơi mà ông nghỉ ngơi vui chơi vào dịp cuối tuần. Ở đây có thể nói là Lăng Tự Đức là một trong những cái lăng lớn nhất trong đại các lăng ở quần thể di tích cố đô Huế. Việc xây lăng cũng tiêu tốn rất là nhiều tiền và công sức. Thì các bạn học trong sử có cái giai đoạn là loạn chày vôi, tức là những cái người xây lăng dùng những cái công cụ như là búa đá đục đẽo, những cái gì có trên tay để chống lại nhà vua, chống lại cái việc xây khổ sai này. Thì sau khi mà biết được, sau khi mà dẹp được cái lỗ chạy vô đó, thì vua biết được lỗ của mình, cho nên vua đã chịu khoảng bao nhiêu roi vào cái lông bào trước mặt mẹ mình là bà Từ Vũ, và để chuộc lỗi cho cái vấn đề hành động của mình xây lăng, đó là gọi là ông đặt tên là Kim Lăng. Ông ơi, đoàn mình tập trung sang bên này à? Đây cả nhà ơi, mình đi sang bên này. À vâng, thưa cả đoàn, chúng ta đã vào đấy là Lăng Tự Đức, ngôi lăng của vị vua thứ tư của triều đình nhà Nguyễn, là vị vua có đến 3 thăng trầm trong cuộc đời. Thăng trầm đầu tiên là giặc giả chiếm đóng 1858, Pháp đã nổ hai phát súng đầu tiên xâm lược nước ta ở bán đảo Sơn Trà, và sau đó 6 tỉnh Nam Kỳ rơi vào tay thực dân Pháp. Nỗi buồn thứ hai là không có con, mặc dù có đến 103 bà, nhưng từ nhỏ bị bệnh đầu mùa, dưới dựng ấy đã dựng tới vô sinh. Chính vì vậy mà không thể có con được. Và nỗi buồn thứ ba là huynh đệ tướng tàn, vì vua không phải là người con trai trưởng lên nổi ngôi. Chính vì vậy, 16 năm ở trên ngôi, nhà vua đã cho một thầy địa lý giỏi để tìm mảnh đất làm lăng. Và ngôi lăng này thực hiện với 3 năm sau thì hoàn thành. Sau đó nhà vua còn sống thêm 16 năm nữa, tức là với 36 năm ở trên ngai, nhà vua dành một nửa khoảng thời gian của mình lên đây nghỉ ngơi, vui chơi. Trong những tháng ngày vua cảm thấy chán chường cuộc sống ở kinh thành, đến khi vua thăng hà mới là nơi an nghỉ giấc ngàn thu của nhà vua. Và ngày xưa để làm lăng này, bao nhiêu nhân công đã bị chết chóc bệnh tật, để rồi khi ngôi lăng nằm ở với tên gọi Vàng Niên mới được hiểu rằng Vàng Niên là Vàng Niên nào, thành xây xương lĩnh hào đào mẫu dân. Cho nên công trình Vàng Niên ấy không thể tồn tại được, mà nhà vua phải đổi Vàng Niên Cơ sang từ Khiêm Cung. Đến khi vua thăng hà thì gọi là Lăng Vàng Niên. Vào với đường đi vào là cửa Bù Khiêm Môn, một đường uổng khúc quanh co, như nhà vua chạy trốn cuộc đời bao nghiệt ngã, không có con của giặc giả chiếm đóng và của huynh đệ tướng tàn. Bước vào cọc ấy, nhìn qua bên kia tại đảo Tần Khiêm, đảo được đắp lên bởi bàn tay khéo léo của con người, và ngày trước có nhiều môn thú để vua sang đó vừa vui chơi vừa săn bắn. Và dưới hồ lưu khiêm ấy, nơi lưu giữ sự khiêm nhường khiêm cẩn của nhà vua, ở phía bên kia là sông Khiêm Tà, hồng mạc ngậm trăng của vua, và ngay phía trước mặt đây dù Khiêm Tà là bến thuyền của vua. Lối với Lăng Tự Đức thì khác với Lăng Khải Định rằng Khải Định phân tầm phía trên và phần lăng một phía dưới, còn với Lăng Tự Đức phân tầm và phần lăng nằm ở trên một trục hoành, tức là trục nằm ngang. Bước đầu cho phần tầm, hệ thống cửa tam quan đi vào, cửa giữa dành cho vua, hai bên của quan văn và quan võ. Và rất tiếc không còn thời kỳ của vua nữa, cho nên cửa giữa đã được đóng lại,
Và bây giờ mời quý đoàn chúng ta cùng di chuyển theo hướng bên hông để vào sắp hàng rõ các công trình kiến trúc trong này. Đây, đoàn mình nhìn thấy với sắp hàng, diện tích của lăng này là 12 hecta, gấp đến 20 lần so với lăng Khải Định mà lúc này chúng ta tham quan. Và có 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ. Chúng ta đang đứng ở nhà đây. Đây là điện chính Hòa Khiêm ở phía trước mặt chúng ta, nơi làm việc hàng ngày trong những tháng ngày vua lên đây, đến khi vua Thăng Hà chỉnh làm nơi thờ tự của vua. Phía sau này Lương Khiêm Điện là nơi ở của nhà vua và sau này cũng là lối thờ tự. Bên kia Ôn Khiêm Đường là nhà kho và Minh Khiêm Đường là nhà hát của vua. Hai công trình nhà hai bên này là Tả Hữu Tùng Từ, tả túc của Quan Văn, Quan Võ khi cùng với nhà vua lên đến đây. Và hiện tại đã được trùng tu để nơi thờ các quan dưới thời vua Tử Đức. Ở phía bên kia, Ý Khiêm Viện, Chỉ Khiêm Đường là nơi ở của các bà khi cùng với nhà vua lên đến đây. Đến khi vua Thăng Hà, các bà không được phép ở trong cung nữa, mà các bà chọn cho mình một trong ba con đường. Nếu đã có con với vua rồi, thì ở đến phủ của hoàng tử hay đế của công chúa đó. Thứ hai, chưa có con với vua, lên lăng để nhang khói cho nhà vua. Và thứ ba, các bà được trở về nhà, nhưng không được tài giá, mà các bà có thể nhận con nuôi để bơi đi tháng ngày buồn tối, hoặc là các bà đến chùa để tình dưỡng, thưa kỳ đảng. Ở phía sau này cũng có hai trụ biểu ở phần lăng. Trụ là cái cột, biểu là tượng trưng. Hai cái cột ấy tượng trưng sức mạnh của quan triều Nguyễn, là nơi bảo cho dân chúng biết được là khu vực cấm, và nó giống như hai ngọn đuốc để đưa linh hồn vua sang thế giới bên kia. Còn phần sau mộ này là mộ già, chúng ta không biết được nơi đâu nơi chôn cất của vua, chỉ biết rằng một cái khuôn viên nào đó ở trong khu vực lăng mà thôi. Phía bên này là bồi lăng, có phần mộ của vua Kiến Phúc, là người con trai nuôi thứ ba của Tử Đức, lên ngai vàng 15 tuổi và ở trên ngai vàng được 8 tháng. Vua Kiến Phúc cũng bị bệnh đầu mùa, giống như vua cha nuôi Tử Đức của mình. Một bà thử viết của vua cha nuôi mới chăm sóc cho ông, mà bà này lại thông giống về ông Nguyễn Văn Tường, là một cái quan phủ chính ở dưới thời của các vị vua. Cho đến khi tin đời bài đó đến tai của nhà vua rồi, Nguyễn Văn Tường mới lén bỏ độc vô trong thuốc và mang đến giám định ở Thái Y Viện. Nhà vua uống thuốc độc xong và Thăng Hà ở tuổi đời 15, nhưng vua Kiến Phúc vẫn cứ được thờ ở trong đài nồi. Chiều nay chúng ta tham quan và lăng mộ ở đây. Còn đây là bồi lăng, là phần lăng của bà Lê Thiên Anh Hoàng Hậu, vợ chính của nhà vua. Và bây giờ con mời các bác cùng quý anh chị mình vào trong thực tế. Cả đây là có hai con rồng, nhưng mà hai góc này lại là hai con lân, bởi vì lối giữa của vua thì mới được trang trí là con rồng, còn đối với các con lại chỉ được là con lân. Và đặc biệt các bà không được phép đi cửa trước này đâu, các bà là phải đi ở đằng sau kia, chứ không được phép đi theo cái con đường vốn dĩ chỉ dành cho nam giới. Ở phía trên kia ở điện Hòa Khiêm, cái ngói màu vàng này là ngói hoàng lưu ly, màu vàng là màu hoàng, còn màu xanh là thanh lưu ly dành riêng cho quan. Chiều nay cháu sẽ giới thiệu về thanh lưu ly sau. Tao mình tiếp tục di chuyển, thấy hai bên vẫn là hai con lân, hai con nghe. Các bác nhìn thấy rằng ở trong điện Hòa Khiêm này, đây các bác vào đấy mình không đội mũ nón. Đấy là không phải công trình nhà đơn mà là công trình nhà kép. Một cái mái sau của nhà trước này, nó sẽ gắn liền một mái trước của nhà sau, và ở giữa ngăn cách bởi lớp trần thừa lưu, hay còn gọi là lớp trần vỏ cua. Bởi vì thứ nhất là lớp trần nó giống như vỏ của con cua, và hai nữa là nhìn vào công trình nó rất là xinh xắn, và thứ ba nó rất là vững chắc. Thứ tư, nó chỉ là đường sối, bởi vì là ở hai đầu của cái trần thừa lưu cua, và màu xanh là của quan lại đấy các bác. Ở bên trong nơi sập thờ, đoàn mình nhìn thấy có cái gối màu vân vàng này này, cái gối năm lớp. Cái gối này tên là gối tựa, hay còn gọi là gối dừa. Người làm gối dừa này phải có nghệ thuật cao, là đúng để dừa lưng hoặc là dừa tay, tựa tay hoặc là dừa lưng. Và gối tựa này là năm lớp, người làm gối tựa phải có nghệ thuật cao để khi căng ra cả năm hoặc khi gấp lại nó không quá chùn hoặc là quá căng. Và nghệ nhân làm gối tựa ngày xưa cho vua bây giờ vẫn còn sống, bà hơn 80 tuổi. Và gối tựa bây giờ thì du khách còn làm rồng ra cao hơn để trên ô tô nữa. Và cả cái hoa văn nó có tính chất đối xứng nhau. Ở trong đấy hai con đồng này là hai con nghe. Trong tử linh lóng lấn quý phường, thì lóng là con rồng tượng trưng cho vua, lấn chỉnh là con nghe, quý là rùa và phường là con chim phượng hoàng. Con lấn này là con vật nó không có thật, nó không dậm đạp lên cỏ cây hoa lá, nó không ăn thịt động vật,
mà cái thứ nó ăn là tiền là vàng bạc. Đó là lý do vì sao vào rằm tháng 8 mình thường cho người một lấn tiền. Thật ra không phải cho người một lấn, mà là cho con lấn ăn tiền. Ăn tiền thì nhả ra tiền, sẽ được may mắn trong cả năm. Và nhiệm vụ của nó đứng đó chính là giám sát cả quan trong khi buổi tế lễ diễn ra. Hát thơ đoàn. Ngày xưa nhà vua thì nhà thơ nhà văn và cũng rất thật là yêu ca múa hát, do đó xây dựng cho mình luôn một cái nhà hát ở trong lăng tẩm của bản thân mình. Và nhà vua sẽ ngồi phía trên ngai vàng kia, vị trí ngai vàng là xưa, còn ngai vàng này là ngai vàng mới được dừng lại để phục vụ cho khách du lịch. Hai bên này là của quan văn và quan võ, còn của hai góc là của các bà. Những quan văn võ và các bà chỉ được ngồi nghe khi có nhà vua ở trung tâm. Ở phía trên này là nơi đứng của ca sĩ chính, gọi là sân khấu 1. Còn cái sân khấu 2 là vị trí nơi những cái ghế màu đỏ này. Thì vị trí đấy là trải một cái tấm thảm màu đỏ và phù hòa cho ca khúc ở phía trên. Ở phía trên tầng mình nhìn ảnh của mặt trời, hình ảnh của mấy ngũ sắc và các vì sao tinh tú. Nhà vua chính là thiên tử con trời, sống trong sự bảo vệ của cha trời mẹ đất để mà trị vì thiên hạ, thưa quý đại. Và đặc biệt đoàn mình đến tham quan lăng này nhẹ nhàng ở chỗ rằng đấy là cúng của vua. Vua lên đây chơi, làm việc, dăm ba hôm sau vua mới quay trở lại. Ở phía bên kia mình nhìn thấy đó chính là lương khiêm điện, là nơi ở của nhà vua. Đây, con mời các bác chúng ta tiếp tục di chuyển. Vâng, thưa cả đoàn, chúng ta đang vào đấy là nhà lương khiêm điện, công trình đã được phục dựng lại rồi. Vốn dĩ nhà này ngày xưa là nơi ở của nhà vua trong những tháng ngày vua lên đây, và sau này cũng là nơi thờ tự của vua bà Từ Vũ. Chúng ta nghe tên Từ Vũ rất là quen, bệnh viện Từ Vũ. Bà tên thật của mình là Phạm Thị Hằng, là con của Phạm Đăng Hưng, là con của một vị quan lại. Bà trải qua 7 đời vua và là mẫu nghi thiên hạ, mẹ của muôn dân. Lúc bấy giờ bao nhiêu lần đại triều nghi là cũng bấy nhiêu lần từ đức đi vận án mẹ của mình. Trên đường đi bao giờ cũng cầm một cuốn sổ nhỏ, trên sổ ấy ghi những lời hay ý tốt của mẹ, và đến nơi tiếp tục lấy những lời hay ý tốt của mẹ để ghi vào trong sổ và học hỏi. Và có một lần đến vận án mẹ mà cái quạt của bà đã đắt tạ tới rồi. Thế là vua Từ Đức mới nói rằng: "À ơi, để con thấy cho à cái quạt mới." Vậy là mẹ mới nói rằng: "Quạt ta con dùng hay tốt, cứ để tiền ấy trong ngân khố quốc gia, có khi có việc cần." Và quả thật bà là người mẫu nghĩa thiên hạ. Nhưng bà chỉ trăn trở một điều, đó là con bà thì không có con. Cho nên đêm nào bà cũng cầu trời khẩn Phật ở ngoài giữa trời để mong cho được như ý. Cho nên năm 1943, ở trong Sài Gòn có bệnh viện phụ sản ra đời, người ta mới lấy tên Từ Vũ. Đó là khát khao, là mong cặp nào đến chữa trị đều cũng được như ý muốn. Đó là lý do vì sao tên bệnh viện ra đời. Rồi bây giờ các bạn ơi, chúng ta đi tham quan qua, rồi mình đi sang phần lăng mộ của nhà vua. Trên nguyên liệu là gương, bề phía sau nó không bị nhòa. Các bác cùng nhìn bên phải có những cái bài thơ. Những bài thơ ấy là của vua cha Thiệu Trì. Thiệu bởi vì rằng là Từ Đức quá kính trọng hiếu thảo với cha của mình, cho nên không thể đem thơ văn của mình lên trưng bày được, mà nhờ những họa sĩ giỏi của Trung Quốc dựa vào nội dung của bài thơ vẽ nên những bức tranh này. Và tranh này được vẽ theo lối nhất thi nhất hòa, một bên thơ, một bên tranh. Và sau khi vua Thăng Hà thì đấy chính là nơi thờ tự của nhà vua, thưa các bác. Bàn thờ, kỷ thờ, sập thờ và bên trong cùng khảm thờ, cũng giống như lăng Khải Định, cháu dành một chút thời gian cho các bác mình có thể đại diện thắp ba nén nhang chung cho cả đoàn. Rồi các bác có đặt một lai một ly thắp nhang thì đặt trên các cái đĩa cũng được. Hằng ngày rồi các anh cứ nhận đấy, nhang khỏi hoa quả, thưa đoàn.